Vâng, cảm ơn quý vị đã giữ màn ảnh và chúng tôi xin được trở lại trong chương trình phần 3 của chương trình ngày hôm nay, thông tin cuối tuần. Và vừa xong thì chúng ta có nói về cái chương trình mà gift card, có nghĩa là 100 đồng để mà giúp cho các vị cao niên cũng như là cựu quân nhân cho cái món quà được gọi là món quà cuối năm, nhưng mà tạm thời bị ngưng bởi vì ba nghị viên, đó là bắt đầu ra từ cái đề nghị của nghị viên Kimberly Hall và hai nghị viên kia cũng đã theo và ngưng cái chương trình này. Chúng tôi rất là tiếc và rất là buồn, bởi vì chúng tôi thấy được rằng là khi mà tới cái tòa thị chính ấy, thì quý cụ rất là tội. Tôi thấy quý cụ rất là tội, phải nhờ người này nhờ người kia chở tới, rồi đồng thời có những người phải lấy xe bus tới. Tới rồi, tới bây giờ đó thì tới đó thì nhân viên của thành phố nói là chương trình bị ngưng, rồi các cụ lại phải đi về, các cụ lại buồn. Cho nên cái điều đó cũng làm cho chúng tôi buồn lây. Tuy nhiên, không biết là Không luật sư Trần Thế mong Văn có gì để nói thêm không? rất là cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Chí đã nói lên cái vấn đề này. Chúng tôi khá sững sờ cái việc này nó xảy ra. Chúng ta mới ngồi đây trong phòng này mới tháng trước hân hoan thông báo cho các cư dân là đã có một cái chương trình để mà giúp các vị cao niên cũng như là các gia đình có lợi tức khiêm nhường hoặc là thấp. Trong cái mùa lễ sắp đến, thưa quý vị, là cái phải nói rằng đây là cái viện trợ 350.000 Mỹ Kim của chính phủ liên bang liên hệ đến cái dịch anti-COVID, thời COVID, thưa quý vị, để mà chuyển xuống thành phố. Và thành phố 5 trên 0 đã bỏ phiếu hồi tháng 11, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm, khi mà thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí lúc đó là nghị viên đã thông báo và chia sẻ cái tin rất là vui với các đồng hương và với các cư dân của thành phố Westminster là có một cái chương trình như vậy có thể giúp đến 3.500 cá nhân và gia đình trong thành phố Westminster. Thì chỉ trong vòng 10 ngày trở lại, thưa quý vị, chúng tôi lại nghe cái tin là cái chương trình này bị đình hoãn vô thời hạn, chưa biết là chừng nào sẽ được tái sẽ tái tái kiểm lại về cái chương trình này. Bởi bà Kimberly Hồ, ông Tài Đỗ cũng như là ông Carlos Manzo, đây là một cái việc mà chúng tôi nghĩ rằng rất là chúng tôi cá nhân tôi, thưa quý vị, rất là bất bình. Chúng tôi cũng đã nghe một vài các vị cao niên, các cư dân trong thành phố họ đã lên án và họ đã chỉ trích cái hành động này, không phải là của hội đồng thành phố, thưa quý vị, hội đồng thành phố 5 trên 0 đã bỏ phiếu ủng hộ cái này rồi. Và chỉ vài tuần sau, chỉ có 3 vị, đó là bà Kimberly Hồ, ông Carlos Manzo và ông Tài Đỗ đã bỏ phiếu để mà ngưng. Và chúng tôi nghĩ rằng nó hại đến cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng như là cư dân của thành phố Westminster về hai phương diện. Thứ nhất là những người nào mà cần nhất, gia đình nào mà cần cái số tiền này, dù nó rất là khiêm nhường, nhưng mà trong cái mùa lễ mà mua thực phẩm, mua thức uống, thức ăn trong những cái mùa lễ Giáng sinh cũng như là Tết Tây, Tết Ta sắp đến, thưa quý vị, đây là cái số tiền nếu có thì rất là tốt và rất là ấm lòng cho các cư dân và các vị cao niên trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và cộng đồng Việt Nam chúng ta hưởng ứng rất là mãnh liệt. Mà chúng tôi nghĩ rằng đó, thưa anh Nguyễn Mạnh Chí, chỉ vì cái sự đố kỵ và ganh tị cá nhân mà thôi, một lần nữa rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc cái việc này nó xảy ra. Và chúng tôi mong rằng thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí cùng với các nghị viên mới được nhiệm chức vào đó là sẽ thay đổi thật nhanh chóng để mà cái chương trình này được reinstate lại, tại vì còn khoảng 250.000 Mỹ Kim vẫn chưa được phân phối cho các cư dân trong thành phố Westminster, và cái con số này cần phải được phân phối đúng theo cái tinh thần và đúng theo cái mục tiêu của nó, thưa anh. Dạ vâng, đúng đúng như là luật sư mới nói, chỉ vì cái tinh thần đố kỵ và ganh tị thôi. Thưa quý vị, mà chúng tôi cũng hiểu tại tại sao đố kỵ và ganh kỵ, khi mà chúng tôi phổ biến tới quý vị là cái cách thức làm sao quý vị được nhận cái món quà đó. Quý vị phải đi chợ và quý vị phải giữ lại cái deposit, quý vị phải đưa tới, quý vị điền đơn. Những cái đó là những tin tức mà đã được gọi là thông qua trong cái phiên họp mở rộng của thành phố. Có nghĩa khi được thông qua như vậy là những tin tức đó đều là mở rộng cho tất cả mọi người. Đặc biệt là thành phố cũng đã thông báo phổ biến cho tất cả các cư dân
không cứ sắc tộc nào, qua nhiều cái phương diện khác nhau. Thì tại sao chúng ta không dùng truyền thông của người Việt để chúng ta phổ biến cho người Việt? Mà nếu mà là như vậy, mà nghi kỵ với chúng tôi là đây là người của chúng tôi hay cử tri của chúng tôi, để rồi là ngưng cái trình, gọi là đình hoãn cái chương trình này. Thì thưa với quý vị, chúng tôi thấy rằng cái từ cái chỗ ganh tị nho nhỏ đó mà từ họ là người ganh tị, chứ chúng tôi không có nói là gọi là chúng tôi đưa ra hay gì hết, nhưng mà bên cạnh đó lại làm cho những người thật thòi cái gì đó, cái phúc lợi cho những người cao niên mà họ đang là trông chờ những người đó, những cái vấn đề đó. Cho nên thưa với quý vị, ngày hôm trước chúng tôi có ở ngay trước tòa thị chính, chúng tôi có đã chứng kiến một nhóm cụ già tới đó, và khi mà cái chuyện nó xảy ra như vậy thì họ rất là bất bình. Và thưa với quý vị, một lần nữa chúng tôi chỉ nói như vậy, quý vị tiếp tục đi chợ ở trong thành phố Westminster, mà quý vị cũng phải là cao niên của thành phố Westminster, quý vị giữ lại cái receipt đó, và khi chương trình này được trở lại thì chúng ta có cái receipt sẵn sàng để chúng ta có thể, chúng tôi chưa dám hứa với quý vị là chương trình nó có thể trở lại hay không, nhưng mà chúng tôi cố gắng bằng mọi cách để đưa cái chương trình này trở lại cùng với tất cả các nghị viên mới được nhậm chức vào trong cái thứ tư vừa rồi, để mà chúng ta có thể thông qua cái chương trình này. Tôi hy vọng là được như vậy. Dạ, chúng tôi xin phép nói rất là nhanh thêm về cái vấn đề này. Chúng tôi có hai điểm mà chúng tôi quan sát với tư cách là một viên chức của chính phủ. Thứ nhất đó, thưa quý vị, khi nào mà hội đồng thành phố họ đã có một cái cuộc bỏ phiếu và quyết định rồi đây là chính sách của thành phố, thì tất cả 5 vị thành viên của hội đồng thành phố, nghị viên, thị trưởng đều có cơ hội đồng đều để mà phổ biến cho cư dân và công dân, chứ không ai hơn ai hết, thưa quý vị. Bởi vậy nên chúng tôi không hiểu được tại sao mà 3 người kia họ đã ủng hộ rồi mà họ lại không đầy một tháng là họ lại quay ngược lại 180% để mà chặt cái chương trình này. Đây là một cái hành động không thể chấp nhận được, thưa quý vị. Vấn đề thứ nhì mà chúng tôi cũng đã đề cập đến rồi trong những cái diễn đàn khác đó, là chúng ta không nên với tư cách là các viên chức hoặc là các vị dân cử mà có trách nhiệm với cư dân và công dân của chúng ta trong thành phố hay là trong địa hạt đó, là không bao giờ nên đem cái chuyện công vào cái chuyện tư. Dạ vâng. Đồng ý rằng, và chúng tôi nghĩ rằng có cái sự ganh tị đố kỵ, tại vì thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí đã phổ biến cái chương trình này quá thành công và có quá nhiều hiệu lực. Dạ vâng. Thì mấy vị kia họ cũng có cái quyền họ lên đài hoặc là họ lên radio hoặc là YouTube, họ phổ biến cho đồng hương cũng như là các cư dân trong thành phố. Không biết lý do tại sao họ không làm, hoặc là họ làm không tới, thì họ lại quay ra họ lại nói cái này cái nọ. Nhưng mà đó là cái việc tư mà họ đã dùng cái chương trình công, một cái công ích chung cho các cư dân trong thành phố để mà đem ra cái việc tư để mà họ hành động như vậy. Đây là một cái vấn đề không thể nào chấp nhận. Vâng, được. Thưa với quý vị, anh em chúng tôi không phải là đưa những cái chuyện mà gọi là nói xấu nhau, thưa với quý vị, bởi vì chúng tôi đã thông báo và phổ biến cái tin tức này đến quý vị, và bây giờ cái chương trình bị ngưng thì chúng tôi phải có trách nhiệm để thông báo lại với quý vị, để quý vị khỏi đến đó để mà gọi là trông đợi vào cái này trong cái lúc này. Và bên cạnh đó thì chúng tôi, quý vị sẽ hỏi rằng là tại sao lại bị ngưng, thì chúng tôi phải có trách nhiệm để báo cho quý vị, nói cho quý vị biết rằng nó ngưng bởi vì ai và bởi vì tại sao. Thì cho thưa với quý vị, đó là cái điều mà anh em chúng tôi thực lòng để mà thưa với quý vị. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi qua một cái tin tức mới nữa, là tin tức về cái Tết Parade, có nghĩa là về cái diễn hành Tết của năm 2023, năm Quý Mão, thưa với quý vị. Đây là một cái truyền thống, thưa với luật sư Văn. Mong là cái tin vui hơn. Dạ vâng, đó là tin vui. Dạ vâng. Thì thưa với quý vị, cái ngày mà chúng ta sẽ tổ chức đúng vào ngày mùng 1 Tết Việt Nam của chúng ta, Tết Nguyên Đán, thì thưa với quý vị, đó là ngày 22 tháng 1 tới đây. Và những cái tổ chức hoặc là những cái đơn vị nào mà muốn tham dự vào cái chương trình Tết này thì quý vị cứ gọi về cho nhân viên của thành phố là 714-895-2860, 714-895-2860. Trong những ngày vừa qua chúng tôi biết rằng là có nhiều tổ chức cũng đã liên lạc với chúng tôi để mà hỏi về cái số phone. Và bây giờ chúng tôi xin được thông báo quý vị rất rõ là 714-895-2860, quý vị liên lạc trực tiếp với lại nhân viên của thành phố. Tại sao liên lạc với nhân viên của thành phố? Thưa với quý vị, năm nay thành phố đứng ra tổ chức, cho nên thành phố sẽ chịu trách nhiệm. Và bên cạnh đó, trong phiên họp thứ tư vừa qua, thì thành phố đã thông qua chúng tôi cũng như là
nghị viên Amy West sẽ là người mà cùng làm việc chung với lại bên hội đồng thành bên nhân viên của thành phố để chúng ta chuẩn bị cho cái Tết cái diễn hành Tết này một cách chu đáo. Thưa quý vị cứ liên lạc về cái số điện thoại đó và quý vị ghi danh, và họ cũng như là họ sẽ gửi cho quý vị những cái tin tức liên quan tới cái việc mà ghi danh để tham dự, hay là những cái luật lệ hay là những cái điều kiện mà quý vị cần phải biết để quý vị tham dự mà tới lúc giờ không có xảy ra cái việc mà nó hiểu lầm với nhau. Chúng tôi sẽ giúp được cái gì chúng tôi sẽ giúp cho. Không, đây là một cái tin rất là vui, chúng tôi rất là mừng là có một cái ủy ban hoặc là một cái tiểu bang trong hội đồng thành phố mà hai người Mỹ gốc Việt, đó là thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí cùng với tân nghị viên Amy Fan West sẽ giám sát những cái công việc cũng như là cái công tác của các nhân viên thành phố tổ chức trong cái buổi diễn hành Tết năm nay. Thì chúng tôi cũng xin góp lời thêm đó là quận Cam qua văn phòng của giám sát viên Andrew Đỗ với cái sự thúc đẩy cũng như là cố vấn của cá nhân tôi đó là sẽ viện trợ về phương diện tài chánh. Dạ, không riêng gì một năm nhưng mà tới năm tới luôn. Dạ. Với cái sự cam kết của văn phòng để mà ủng hộ về phương diện tài chánh cũng như là phương tiện cần thiết để mà tổ chức một cái lễ diễn hành Tết thật là vui nhộn và thành công. Vâng, chúng tôi sẽ thông báo thêm về những cái tin tức này sau những cái lần thông tin kỳ tới. Tuy nhiên chúng tôi chỉ còn có một phút nữa thôi, chúng tôi sẽ cố gắng đi nhanh về cái buổi mà ngày hôm qua, vào ngày thứ tư vừa qua, thì chúng tôi có cái buổi nhậm chức của ba anh em chúng tôi, quý vị cũng đã chứng kiến trên nhiều phương tiện truyền thông vừa qua. Và chúng tôi cũng rất là may là có cái sự hiện diện của giám sát viên Andrew Đỗ đã tuyên thệ chúng tôi vào trong cái vai trò là thị trưởng, và chúng ta đã có luật sư Trần Thái Văn đây, ông cũng là giám đốc của Sở Thủy Cục, đã tuyên bố nhiệm chức vào cho nghị viên mà bây giờ là phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn. Và chúng ta cũng có một người khác nữa là tuyên thệ cho nghị viên Amy West, là ba anh em chúng tôi cũng đã được tuyên thệ vào trong cái buổi thứ tư vừa qua, và sau đó thì chúng tôi có cái phiên họp. Các hình ảnh trên màn ảnh có lẽ rằng là quý vị theo dõi những hình ảnh đó, quý vị sẽ biết được cái buổi sinh hoạt của chúng ta thế nào. Và chúng tôi, điều mà anh em chúng tôi cùng nói với nhau là chúng ta hãy nắm tay nhau, chúng ta hãy cố gắng làm sao để mà cùng đoàn kết với nhau, để mà xây dựng cho thành phố được phát triển cũng như cộng đồng chúng ta ngày một thêm một sức mạnh cho cộng đồng của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng tôi không biết là luật sư Văn hôm đó có mặt, không biết anh có nghĩ gì về chia sẻ. Rất là vui, và chúng tôi cũng xin dùng cái cơ hội này để mà một lần nữa chúc mừng tân thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí, phó thị trưởng kỹ sư Nam Quang Nguyễn, cũng như là nghị viên, tân nghị viên Amy Fan West. Đây là một, phải nói là một cái phải làn sóng hoặc là cái gió mới trong hội đồng thành phố Westminster, và chúng tôi thấy đây là một cái vận hội mới với những cái công việc và công tác mà các vị sẽ làm cho năm 2023, và chắc chắn rằng các viên chức cá nhân tôi cũng như là các viên chức trong quận Cam đại diện cái khu vực Westminster, khu vực Little Sài Gòn này sẽ làm việc rất là sát cánh với các vị dân cử tại thành phố Westminster, thưa quý vị. Vâng, tới giờ này thì chúng tôi đã hết giờ, và chúng tôi xin được hẹn lại quý vị trong chương trình thông tin cuối tuần vào mỗi ngày thứ bảy, trong 3 lần chiếu, đó là 4 giờ, 7 giờ cũng như 11 giờ. Và chúng tôi tiếp tục để mà cập nhật hóa những cái tin tức mới nhất về sinh hoạt của quận, sinh hoạt của các thành phố, hay là sinh hoạt đặc biệt là thành phố Westminster, cũng như là cộng đồng của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem chương trình, và xin chúc quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân, và chúc mừng Giáng sinh đến tất cả quý vị chưa. Mời anh Văn. Chúng ta cũng đã hết giờ rồi, rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và chúng tôi xin kính hẹn lại với quý vị cũng vào giờ này và ngày này vào tuần tới, thưa quý vị.